bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết tiếc, quên đi hận thù. Kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường. Sẽ mở rộng một trời yên vui, xua tan mau những ác mây đen. Trời yên vui, xua tan mau những áng mây đen, phiêu du giữa dòng đời. Tôi tính mình sẽ lập một công ty riêng ở bên ngoài, sau đó sẽ đoạt cơ hội liên doanh cùng công ty Malaysia lúc nãy chúng ta đã bàn. Từ đó mượn vốn của liên doanh quay về tăng vốn đầu tư cho An Phát. Sau đó tôi sẽ tìm cách đẩy tỷ lệ sở hữu vốn của anh ta xuống thấp và từ từ đẩy anh ta ra khỏi An Phát. Ông thấy như vậy có được không? Kế hoạch quá chuẩn. Chỉ có điều là chơi cái vố này á thì hơi đau cho thằng Trường. Sao? Không phải ông ta bị như vậy ông không cảm thấy vui lắm hay sao? Vào đi. Dạ thưa bác, có chị Hà tới gặp ạ. Cho cô ta vào. Dạ. Thôi không còn gì, tôi ra ngoài nha. Dạ, coi chờ bác. Ngồi đi. Dạ. Dạ, con xin lỗi bác. Con biết con tới đây như vậy là sẽ làm phiền bác. Xin bác cho con nói vài lời, rồi con sẽ lập tức đi liền. Cô muốn nói cái gì? Dạ, chuyện con với anh Khang. Mong bác hãy tin con. Con đến với anh Khang là thật lòng chứ không có một ý đồ gì hết. Vậy cô đến đây, cô muốn nói là cô xin tôi tán thành để hai người lấy nhau, có phải vậy không? Dạ không. Con làm sao dám mong chuyện đó. Vì con biết thân phận của con sẽ không được gia đình bác chấp nhận, và con cũng không bao giờ dám trông mong điều đó. Nhưng bác ơi, con xin bác, bác có thể không chấp nhận con, nhưng mà con mong bác hãy chấp nhận con của con. Đứa nhỏ vô tội, thưa bác, mọi tội lỗi của con gây ra thể để một mình con gánh chịu. Những điều ngang trái, những hành động thiếu suy nghĩ đều là do con gây ra. Mong bác hãy nể tình nó là máu mủ của gia đình mà chấp nhận nó nha bác. Ý của cô, nếu như tôi chấp nhận đứa trẻ sau khi sinh nó ra và giao đứa nhỏ lại cho gia đình, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Tại sao cô lại quyết định làm như vậy? Con sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba con mất sớm. Mẹ con cho dù có yêu thương, có lo lắng đầy đủ tới đâu, nhưng mẹ nghèo thì con khổ.
Chính vì điều đó cho nên con không bao giờ muốn con của con phải khổ như con. Có lẽ sống trong gia đình của bác, chắc chắn nó sẽ có được cuộc sống sung túc hơn nhiều đứa trẻ khác. Con không phải là một người mẹ tốt, nhưng ít nhất con cũng đã làm một điều gì đó cho con của mình. Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận đứa nhỏ. Nhưng cô phải giữ lời hứa là cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với đứa nhỏ. Tôi sẽ cho cô một số tiền, coi như là gia đình chúng tôi bồi thường công sinh thành. Cô nói đi, cô lấy bao nhiêu? Tiền bồi thường. Đúng rồi, phải lấy tiền bồi thường chứ. Vậy phần còn lại bác cho bao nhiêu, con xin nhận bấy nhiêu. À, nhanh nhẹn lắm. Được, tôi sẽ... Thưa bác, xin bác hãy giữ lại số tiền đó cho con của con. Xin nó ra rồi, con sẽ không còn được gặp nó, cũng không thể nào chứng kiến nó lớn lên, đi học, tốt nghiệp, dựng vợ gả chồng. Con cũng không thể hàng ngày cho nó đến trường đi học, đích dẫn nó đi mua đồ chơi, cho nó tiền để thực hiện ước mơ của nó. Bác ạ, mong bác hãy giúp con, bác hãy giữ lại số tiền mà bác định cho con, để giúp con của con thực hiện những điều đó. Được vậy, con cảm ơn bác rất nhiều. Điều đó thì cô yên tâm, khi nó là con cháu của gia đình này rồi, nó sẽ không thiếu thốn cái gì đâu. Cho nên cô cứ giữ số tiền của mình đi. Con một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn bác đã chấp nhận đứa con của con. Còn bây giờ thì xin phép bác con đi. Cháu tôi cần một người mẹ. Ông bà nội dù có tốt đến đâu, các cô chú nó có yêu thương nó đến mấy, thì cũng không bằng chính bàn tay mẹ chăm sóc cho nó. Tôi muốn cháu tôi lớn lên có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Sai lầm gì thì cũng do người lớn gây ra, đừng bắt đứa nhỏ phải gánh chịu. Ba ơi, con cảm ơn ba. Mẹ nói để chọn được kẻ tốt cho tháng sau. Anh mất cả buổi sáng để làm mẫu thiệp này, em còn có thích không? Anh thấy chuyện này cũng gấp rút quá, nhưng mẹ nói như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em coi sắp xếp công việc để tuần sau anh đưa ba mẹ anh xuống gặp mẹ của em nha. Mọi người thật tốt với em quá. Nhưng mà anh nè, một cái đám cưới như vậy có cần thiết không anh? Hả? Anh Khang à,
Đêm hôm đó đối với anh là một sai lầm, nhưng đối với em thì không. Em yêu anh. Chính vì như vậy em không muốn gì em mà anh phải mất đi hạnh phúc của mình. Nếu em trở thành gánh nặng, là vật cản của anh, thì cuộc đời này em sẽ sống trong khổ sở. Em đừng có nói như vậy được không? Anh thừa nhận là trong khoảng thời gian này anh không thể nào ngay lập tức quên mất đi tình cảm của Ngọc Hân. Rồi tình cảm với em có thể là không phải là tình yêu, nhưng mà tình cảm có thể vun đắp được mà. Mình vì con chúng ta nha em. Đó là điều hạnh phúc nhất mà em có thể làm cho bản thân. Từ nhỏ đến lớn, em luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn. Cả tình cảm em cũng không có đầy đủ, nên thật tình là em không dám tin có một ngày anh lại đến gần em như vậy. Nó như là một giấc mơ vậy thôi. Có thể giấc mơ cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Em sẽ phải thức dậy để đối diện sự thật. Nhưng không sao anh à. Một chút thôi, một chút thôi em cảm thấy mãn nguyện rồi. Nếu như một ngày nào đó anh không muốn đem theo cái gánh nặng này nữa, thì anh cứ buông tay, em sẽ chấp nhận. Hãy làm vợ của anh, đừng suy nghĩ gì hết. Hãy quên tất cả những chuyện không vui trước đây nha. Mình làm lại từ đầu nha. À, đến coi. Nếu làm lại từ đầu thì mình phải bắt đầu từ một cặp mới quen. Hôm nay trời đẹp quá, mình có thể đi dạo một vòng khu này. Cười có nghĩa là đồng ý đúng không? Vậy mình đi. Con đường ở phía trước có hạnh phúc, khó khăn, thì anh cũng đi cùng em. Chiều nay giám đốc mới sẽ tới tiếp nhận công việc. Ừ. Anh ta là một kiến trúc sư rất là tài năng, cho nên là chị cứ yên tâm để giao lại dự án của trung tâm thương mại cho anh ta tiếp quản. Ừ. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng bàn giao sớm để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ừ, nhanh chóng bàn giao rồi lại phải nhanh chóng để đi chữa bệnh đó. Tôi biết rồi. Mà cậu đi thiệt hả? Vé đã đặt rồi. Thật tình thì tôi cũng muốn có một kết thúc khác, mà biết sao được. Thôi thì chúc cậu tìm được hạnh phúc nha. Chị yên tâm đi, nhất định là tôi sẽ hạnh phúc. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện mà tôi không muốn. Và những gì mà tôi đã muốn thì nhất định tôi sẽ làm cho bằng được. Có chuyện này tôi phải nói với chị. Hôm nay tôi đã gặp một người bạn ở Malaysia. Tôi nghe nói là công ty An Phát đang có ý định liên doanh với một công ty ở Malaysia để phát triển kinh doanh bất động sản. Tôi không rõ chuyện này lắm. Tôi nghe bạn tôi nói là công ty này không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ là chị nên nói với ba chị, nên cẩn thận trước khi hợp tác với công ty này. Ừ, cảm ơn cậu. Nhất định là tôi sẽ nói với ba. Ừ. Cô Út à, giúp con đi cô Út.
Nói với ba mẹ con một tiếng đi cô Út. Bây giờ chỉ có một mình cô là có thể khuyên ba mẹ con chấp nhận anh Huy thôi à. Không phải là cô không muốn giúp con, nhưng mà cô không biết anh chàng đã tốt xấu ra sao, thì làm sao mà cô dám nói vô được chứ. Chưa kể hai đứa chỉ mới quen nhau có mấy tháng à, mà đã vội cưới, lại giấu cha giấu mẹ để cưới nữa chứ. Trời ơi, người lớn ai mà chấp nhận được con. Thì tại vì khó, con mới nhờ cô năn nỉ giùm con. Cô Út à, cô Út giúp con đi. Anh Huy là một người rất tốt. Lần trước á, nếu không nhờ ảnh á, con bị tai nạn chết ở ngoài đường rồi. Lúc đó ảnh không biết con là ai mà thật tình chăm sóc con như vậy. Người vậy làm sao mà xấu được cô Út. Người ấy cứu con thiệt sao? Thiệt mà cô Út. Em, sáng mai chú Hai chở Hoa xuống thành phố Hồ Chí Minh. Chú có thể cho em có gian gì nhà. Em ở đây làm phiền anh lắm sao? Không, chỉ là em đi lâu quá không sợ ba mẹ em lo sao? Họ sẽ không. Thật ra em lên Đà Lạt là để tìm ba mẹ. Ba mẹ em đã bỏ lại em ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi cách đây 20 năm rồi bỏ đi đâu mất. Bao nhiêu năm qua em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ của em. Nhưng mà gần đây á, có một người nói với em là thấy ba mẹ của em ở Đà Lạt, cho nên là em gom hết những gì có thể để lên đây tìm ba mẹ. Nhưng mà ai ngờ lên tới đây rồi mới có 2 ngày mà bị kẻ gian lấy hết tiền, lấy hết giấy tờ. Vậy em có muốn tiếp tục đi tìm ba mẹ em nữa không? Tất nhiên là muốn chứ. Em rất là muốn tìm lại ba mẹ của em. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ thì... Nếu chuyện ăn ở thì em yên tâm đi, đừng có lo. Em cứ ở đây, bao lâu tùy em. Thật hả anh? Ừ. Nhưng mà anh với em không quen không biết. Em làm vậy em có làm phiền anh không? Em nói vậy không sợ anh buồn sao? Mình gặp nhau như vậy á là đã có duyên rồi. Em ở đây bao lâu, anh cứ nghĩ bấy nhiêu đó thôi là có thể làm cho em coi anh như là bạn. Nhưng mà không ngờ em lại nói anh như là người không quen biết. À không, ý của em không phải vậy. Em coi anh là bạn mà. Là bạn là được rồi. Vậy thì em đừng ngại gì hết, cứ ở lại đây. Anh sẽ hỏi mấy người quen giúp em tìm ba mẹ, được chưa? Em cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt bụng. Thôi ăn đi, nguội hết rồi. Thank you.
Anh điên hả? Anh làm như vậy chẳng khác nào anh giết tôi. Không được, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm như vậy. Alo. Alo. Khốn nạn. Có chuyện gì vậy anh? Chỉ là công việc của anh có một chút bực bội thôi. Ủa, vậy là anh làm ồn quá làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi nha. À, dạ không, em cũng chưa ngủ mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Chưa bao giờ em thấy anh nổi giận như vậy đó. Không, không có thiệt mà. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Dạ. Đợi anh chút nha. Dạ. Em cầm lấy đi. Cái gì vậy anh? Tuy không có nhiều nhưng cũng đủ để em còn phòng thân. Ngày mai anh sẽ nhờ một người bạn để dẫn em đi thuê nhà. Và sau này anh sẽ tiếp tục giúp em tìm ba mẹ em. Vậy là sao anh? Anh có việc phải đi xa nên không thể giúp em được nữa. Nhưng mà em cứ yên tâm, người bạn này của anh rất rành ở thành phố Đà Lạt này. Anh ta sẽ... Nếu anh cảm thấy em làm phiền anh như vậy á, thì anh cứ nói thẳng, chứ đừng dùng cách này để mà đuổi khéo em. Không, anh không hề có ý đó. Chẳng qua là... Em biết mà, em biết anh thực sự không phải là người như vậy mà. Bây giờ có chuyện gì anh nói cho em biết đi. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Rồi hồi nãy ai gọi cho anh mà sao anh lại giận dữ như vậy chứ? Anh à, em biết là bây giờ anh có nói cho em biết thì em cũng không thể làm gì để giúp anh. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Bây giờ em sẽ không đi đâu nếu anh không kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Có một người bạn của anh, là một người anh đã từng rất tin tưởng. Anh đã đưa hết tài sản cho hắn ta đầu tư. Cuối cùng chỉ một cú điện thoại thôi, hắn ta nói là đã thua lỗ hết rồi. Vậy là anh trắng tay. Anh Huy, công ty, xe của anh, rồi tiền của anh, và sắp tới là căn nhà này nữa sẽ bị ngân hàng tịch thu. Có phải vì vậy anh đã đưa số tiền này cho em để em có thể tiếp tục tìm ba mẹ của em không? Anh xin lỗi em, anh không thể nào giúp em tìm ba mẹ em nữa. Trời ơi, sao tự nhiên anh lại xin lỗi em chứ? Anh bị như vậy á mà còn quan tâm giúp đỡ em như vậy, em cảm ơn anh còn không hết nữa mà. Anh Huy à, chuyện đã lỡ như vậy rồi, anh đừng buồn nha, coi như là của đi thay người nha anh. Sau đó thì sao? Có xảy ra chuyện xiết nhà lấy xe không? Dạ có. Lặng lâu quá ha, tao tưởng mày biến mất xác khỏi Đà Lạt rồi. Mấy anh muốn gì? Muốn gì vậy? Tao muốn mày trả tiền cho tao, được chưa? Cả tiền nợ và tiền lãi cũng phải 2 tỷ rồi đó. Trả đi. Nợ của anh á
là thằng Đạt nợ chứ không phải tôi. Mày đánh đố tao đó hả? Tao mà tìm thấy thằng Đạt thì tao tìm tới mày làm gì? Tao không cần biết thằng Đạt hay thằng Huy. Bây giờ công ty mày mượn tiền tao, một là nó, hai là mày, phải trả tiền cho tao. Bây giờ sao? Mày có trả không? Không. Mày nói gì? Tôi không trả. Tôi không có tiền đâu mà trả. Mày được lắm. Mày không có tiền thì mày lấy mạng mà trả cho tao, hiểu chưa? Tôi báo công an bây giờ đó. Chà, mày có con bồ cũng đẹp lắm đó. Thôi, theo anh đi, anh sẽ cho trả chậm. Em có sao không vậy? Xin lỗi các anh bình tĩnh đi. Tôi hứa, tôi sẽ trả tiền cho các anh, được chưa? Anh đừng có tao. Không trả nó. Anh đánh vô. Dừng đây này. Em đi hả? Quay lại làm gì? Chạy đi. Tôi sẽ lấy tiền tôi trả nợ cho anh mà. Trả quýt nợ tao hả? Mày nhớ đó, mày không trả tôi chừng cái mạng mày đó. Đây em làm cho. Anh không cần em giúp. Anh giận em hả? Thật sự em không muốn nói dối chuyện của cha mẹ em đâu. Nhưng mà tại em sợ lúc đó. Lúc đó em chưa tin anh chứ gì? Em sợ anh làm tiền em hả? Anh đừng có nghĩ như vậy mà. Em chỉ sợ là anh nghe xong câu chuyện là anh sẽ giống như mọi người. Anh bắt em về nhà, anh bắt em xin lỗi đứa con hoang của ba em. Sao em lại nghĩ như vậy? Vì tất cả mọi người đều cư xử với em như vậy hết. Ai cũng trách là em quá đáng. Ai cũng nói là em cư xử không tốt. Ba em, bạn bè em, mọi người, ai cũng minh giật đứa con hoang đó mà chửi mắng em. Khi em gặp lại anh, khi anh đề nghị em ở lại, em thật sự rất mừng. Em thấy tất cả mọi điều mà em đã mất đi là em được tìm lại được ở anh. Em không còn cô đơn nữa. Em mặc kệ ai nói gì, ai lên án em, vì em chỉ cần có một người thôi. Một người hiểu và thông cảm cho em. Lúc đó em thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà bây giờ cả người duy nhất đó cũng sắp bỏ em, cũng sắp rời xa em rồi. Ai nỡ bỏ em? Trời ơi, con ngu quá à. Sao tự nhiên cô Út chửi con? Con đâu làm gì đâu. Không làm gì hả? Cô hỏi con nè, rồi con có trả nợ cho nó không? Ảnh nhất định không chịu lấy tiền của con để trả giùm cho ảnh. Con phải đi gom tiền để trả cho bọn cho dây đó.
Trời ơi, mà con làm gì con có tới 2 tỷ vậy? Con thì tất nhiên không có đủ rồi. Con phải đi vòng vòng mượn thêm mấy đứa bạn con mới đủ đó. Trời ơi con ơi, mượn tiền cho trai trả nợ khôn chỗ nào? Con nói thử cho cô nghe coi, chắc chắn là con đã bị cho vô trồng rồi. Cô đừng nghĩ xấu cho anh Huy như vậy. Trước khi ảnh cầu hôn con là anh đã trả hết số tiền đó cho con rồi. Con bây giờ con đâu có nợ ai nữa đâu. Thiệt sao? Dạ thiệt. Cô Út à, con đã trình bày hết chuyện của con rồi. Cô giúp con nha cô. Khỏi nói nhiều, không cần phải nhờ giả ai hết. Vô ích thôi. Có nói gì đi nữa thì hôn nhân của hai đứa con cũng không được chấp nhận đâu. Mẹ à, sao mẹ cứ nhất định cấm đoán tụi con vậy? Con đã lớn rồi, con biết tự quyết định cho cuộc đời của mình. Lớn rồi sao? Lớn rồi có thể tự tung tự tác, tự làm đám cưới hả? Không còn hỏi ý kiến của ba mẹ mình sao? Không tôn ti trật tự gì hết. Nếu như vậy á thì ở chỗ khác đi. Chứ cái nhà này á không có ai như vậy hết á. Dẫn một đứa ở đâu đâu về, không rõ nguồn gốc, thử hỏi làm sao ba mẹ yên tâm giao con cho nó được. Trời mẹ ơi, con phải nói 100, 1000 lần. Con phải nói làm sao để mẹ tin anh Huy là người tốt đây? Người tốt sao? Con quen với người ta được bao nhiêu lâu mà con biết người ta là người tốt? Tôi á, tôi đâu có còn lạ. Cái kiểu yêu đương ba bữa nửa tháng của cô nữa. Hôm nay á thì đòi cưới, tuần sau á thì đòi ly dị. Cưới anh chị cho mệt vậy? Trời mẹ ơi, không có đâu mẹ. Lần này á hoàn toàn khác những lần trước. Con yêu anh Huy thật sự mà. Con chưa bao giờ có cảm giác yêu và thích một cái gì nhiều như vậy hết. Mẹ tin con đi mẹ. Cho dù mẹ có tin con thì mẹ cũng không có tin cậu ta đâu. Mẹ ơi là mẹ. Thôi thôi, thôi thôi, Lam, bình tĩnh lại đi Lam. Em chào chị Ngân. Chào chị Liên. À, chào. Con chào cậu. Sao rồi? Chuyện tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi? Em đã nhờ người quen lên tận Đà Lạt điều tra. Cậu Quốc Quy, ba mẹ mất sớm, hiện tại chỉ sống một mình. Cậu ta có văn phòng luật sư ở thành phố và một trang trại nhỏ ở Đà Lạt. Có thể nói đây là một thanh niên có chí và sự nghiệp vững chắc. Đó, mẹ với cô Út tin chưa? Tin anh Huy là người tốt chưa? Như vậy cũng không chứng tỏ là nó đang thật lòng với con. Chị Ngân à, về chuyện này thì em không đồng ý với chị đâu. Em thấy thằng này rất thật lòng. Lúc nãy vô nhà em thấy nó quỳ ngoài cổng. Hỏi chú Minh mới biết là nó quỳ từ sáng tới giờ. Cậu nói sao? Anh Huy đang quỳ ngoài kia hả? Cậu còn nghe nói sáng nay nó chặn đường ba con. Nói là nếu ba con không đồng ý mối quan hệ, nó sẽ quỳ ngoài đó luôn. Trời, không được rồi, không được rồi. Con phải ra với ảnh mới được. Ngồi xuống. Mẹ à, ngồi yên đó. Mày muốn biết nó thật lòng cỡ nào? Nếu như con ra đó thì đừng hòng chuyện hai đứa được chấp nhận. Mẹ, ngồi yên. Ba không đồng ý thì thôi anh ơi. Hai đứa mình tìm cách khác anh ơi. Anh ơi, đứng dậy đi về đi anh. Không được, anh đã nói với ba em rồi. Nếu mà không chấp nhận á, anh sẽ quỳ tới chết ở đây luôn. Anh nói được, anh sẽ làm được. Mưa lớn lắm, em vô nhà đi. Mặc kệ anh. Làm sao mà em có thể vô trong đó khi anh còn quỳ ở đây được tính chứ? Anh ơi đứng lên đi. Ba em là một người rất là cứng rắn. Ba em nói không là không. Bây giờ nếu anh còn quỳ ở đây bao lâu nữa, ba em cũng không có để ý đâu anh. Anh nghe lời em đi anh. Nghe lời anh, đi vô nhà đi. Em làm gì vậy? Bây giờ nếu anh quỳ ở đây thì em quỳ ở đây luôn. Em quỳ đến khi nào ba em đồng ý mới thôi. Bây giờ nếu không được thì mình lên Đà Lạt giống như ngày xưa được không anh? Không được. Chuyện ở Đà Lạt á là chúng ta đã có lỗi rồi, là không có quan tâm đến gia đình. Thì bây giờ á, có chịu hình phạt nào đi nữa thì cũng phải chấp nhận, em hiểu không? Hả? Em đi vô đi, em vào nhà đi. Tội này á, cứ để một mình anh gánh cho. Để anh có thể chứng tỏ cho ba mẹ em thấy được lòng thành của anh, thấy được tình yêu của chúng ta là có thật, em hiểu không? Em đi vô nhà đi. Không phải chúng ta đã nói chúng ta là vợ chồng hay sao? Là vợ chồng thì bây giờ phải đồng cam cộng khổ. Anh quỳ ở đây thì em cũng quỳ ở đây luôn. Em có thương anh hay không? Em thương anh nhưng mới quỳ ở đây mà anh. Mưa lớn lắm, em đi vô nhà đi. Em nghe anh không?
Em không muốn vô đâu. Em không vô đâu. Bay của Nam cũng sắp cất cánh rồi. Nếu bây giờ em đổi ý, vẫn còn kịp đó. Em biết là vẫn còn kịp, nhưng mà dừng lại ở đây là tốt nhất. Em nói như vậy có nghĩa là em đang đè nén tình cảm trong lòng mình. Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Thà bây giờ khổ, để sau này không còn khổ nữa, còn hơn bây giờ bất chấp, để sau này em tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân em. Ở đâu ra cái suy nghĩ kỳ cục vậy Minh? Đi, chị đưa em ra sân bay. Chị, em không đi đâu mà. Em sao vậy Minh? Rõ ràng là em có tình cảm với Nam. Em đang đè nén tình cảm. Em còn tự dối lòng mình nữa. Em có biết là em đang đánh mất hạnh phúc nằm trong tầm tay của mình không hả? Dạ biết. Nó đã từng nằm trong tầm tay của em, nhưng mà em không đủ sức để giữ nó lại. Em phải buông nó ra để tôi tìm một chủ nhân khác tốt hơn cho nó. Lý do gì không đủ sức? Nếu mà em không đủ sức, có chị, có gia đình ở đó, em lo cái gì? Đi, mình ra sân bay. Chị Ba, em xin chị mà, chị đừng ép em mà. Em không đi được đâu. Em cũng yêu anh Nam. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi vì phải chăm sóc em. Lúc đó em sẽ trở thành gánh nặng của ảnh, và sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Khi em nghe bác sĩ nói sau khi phẫu thuật em sẽ không nhìn thấy được, nhưng mà em lúc đó sẽ không nhìn rõ, chỉ toàn một màu đen. Em không làm được chị Ba ơi. Tôi biết rồi, anh cứ làm theo đúng những gì tôi dặn. Được rồi. Em không sao đâu, chỉ cần ảnh vui, vậy là em đã cảm thấy hạnh phúc. Em sẽ an lòng, em sẽ vượt qua được mà. Em còn có chị, có gia đình ở bên cạnh. Đừng có tự làm khổ mình như vậy, hiểu chưa? Dạ, em biết mà. Alo. Hả? Rồi, cảm ơn, tôi sẽ đến liền. Sao Nam chị? Bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Hả? Anh Nam bị sao chị? Đi, mình đi liền đi. Cậu ơi, Nam sao rồi cậu? À, anh Nam sao hả chị? Sao hả chị? Mình à, anh Nam đã... Anh Nam sao hả chị? Chị xin lỗi. Không, không phải như vậy. Không phải như vậy phải không chị? Em phải bình tĩnh lại nghe chị nói nè. Em phải chấp nhận sự thật đi. Đó là lý do mà lúc nào chị cũng nói với em, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nếu mà yêu được thì cứ yêu đi, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Là lỗi của em hết, tại em cũng giữ anh lại. Là lỗi của em, tại em để anh đi mới xảy ra chuyện như vậy. Chị Ba ơi, chị cho em gặp anh Nam lần nữa đi chị Ba. Bây giờ em gặp Nam á, cũng có nói được gì nữa đâu. Em biết đã quá trễ rồi, nhưng mà em phải nói cho anh ấy biết, biết tình cảm thật sự của em với anh là như thế nào. Chị Ba ơi, em muốn gặp anh Nam. Cho em gặp anh Nam đi. Minh.
Trước khi em nói cho anh biết chuyện đó, anh muốn nói cho em nghe một số chuyện khác. Anh là anh Nam phải không? Đi với anh, lần này anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Anh Nam. Yeah. Dạ, mời ông cậu và cậu uống nước. Ông Trường cũng đã chấp nhận rồi, cho nên bữa nay còn để cho thằng Quy nó ra mắt cậu. Mỏi giò không? Đi ngồi đi. Giờ mình là người nhà hết rồi, câu nể gì. Nhưng mà phải công nhận giỏi. Cái giỏi ở đây là cậu đã cột chân được cái con nhỏ bướng bỉnh nhất thế giới này đó. Hy vọng là cậu trị được đứa cháu này của tôi, để anh chị tôi được yên lòng. Trời đất, sao tự nhiên ông cậu với cậu hùa nhau ăn hiếp con vậy? Anh không ngại là được rồi. Anh dám ngại không? Thôi, được rồi. Trước mặt người lớn á thì cũng phải nghiêm túc một chút chứ. Không, cứ để tụi nó ăn tình cảm vậy hay nè. Rồi chừng nào cho ông cậu ăn kẹo hồng đây? Dạ. Dạ, chắc cũng phải tháng sau đó cậu. Mà cậu, thằng Quy á, nó đang có văn phòng luật sư riêng của nó. Nhưng mà cậu nên sắp xếp cho nó một chỗ ở An Phát nha cậu. Bộ Quy không thích làm luật sư nữa, tính chuyển sang kinh doanh sao? À dạ không, đó là ý kiến của con. Tại vì con thấy người ở trong công ty bên phe ông cậu giờ cũng đâu còn nhiều đâu. Nếu mà có anh Huy vô thì phe cánh sẽ mạnh hơn. Con thấy lần này con làm nó cũng hợp lý đó cậu. Với lại không phải chỉ có thằng Quy, mà cậu cũng coi sắp xếp cho con làm một vị trí trong công ty luôn nha cậu. Ủa chẳng phải nó sẽ đi học lại sao? Dạ, ông Trường ổng muốn vậy. Nhưng bây giờ nó cũng lớn rồi, có gia đình rồi, học hành gì nữa cậu. Được rồi, cậu sẽ sắp xếp. Con muốn nhìn thấy anh hai cưới vợ, con muốn thấy cháu của con, và quan trọng nhất là con muốn thấy nhóc Minh nó hạnh phúc với một nửa của nó như thế nào. Bước chân, con có biết là cậu đợi câu nói này của con để quên đi, cậu già thêm 10 tuổi rồi không? Ba, cậu còn làm, ba tính chuyện của nó sao? Con Lam thì không mấy, cho nó về phòng thiết kế đi, để cho nó chơi với lại đứa con Quang đó, vậy cũng hay đó. Con đang theo dự án resort ở Đà Lạt hả? Dạ, nhưng con có thể bàn giao lại cho anh Nhân để anh phụ trách. Không cần đâu, con cứ tiếp tục theo dự án này cho tới khi xong. Con bị coi rẻ như vậy là quá đủ rồi. Cuối cùng con cũng biết vị trí thật sự của mình là ở đâu. Con à, hất. Em sẽ không để cho người ta hạnh phúc trên nỗi đau của em nữa đâu. Em đã hết yêu rồi, hay vì em đã quá. Anh cố tình đem cháu cho tôi đúng không? Có người rất là kỳ lạ, âm thầm phẫu thuật một mình, cho nên là thắc mắc đến hồi thứ chưa. Ai đâu mà đánh mà nấu cháu cho cô. Tôi là người làm ăn, ai nhanh tay, có tiềm năng và lưu ra điều kiện tốt thì tôi hợp tác với người đó thôi. Nếu ông nói vậy, tôi đưa ra điều kiện tốt hơn, ông sẽ hợp tác với tôi chứ gì? Nếu vậy thì phải coi điều kiện của anh tốt lên mức nào. Được chứ? Được. Tôi sẽ gặp lại ông. Thôi cậu ở lại đi kiểm tra, tôi chủ động đi vậy. Dạ.